cảng cá Thọ Quang, nơi tập trung chủ yếu của tàu thuyền trong khu vực miền Trung. Mỗi tháng vài lần, những cán bộ biên phòng này thường đến từng thuyền tuyên truyền về các quy định IUU cho bà con. Nhờ đó, hầu hết các chủ tàu đều thực hiện nghiêm các thủ tục khai báo trước khi xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, cũng như tuân thủ việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát trong suốt quá trình đánh bắt. Các lực lượng chức năng họ kiểm tra cũng rất sát sao, kiểm tra các nguồn khai thác thủy sản ở đâu nữa, có bất hợp pháp hay không, rồi máy giám sát hành tin có mở hay không, rồi đánh bắt vùng lộng các kiểu ấy, nói chung phải đảm bảo đúng luật thủy sản nó mới được được phép bán lên tận cảng. Các cái biển kiểu nào cũng vậy thôi, thì bữa nay cái chương trình chính sách chung mà nếu mà vi phạm thì bị kiểm soát từ phía ngoài vô là họ bắt làm đủ thủ tục rồi mới cho vào. Không còn coi việc gỡ thẻ vàng là việc của các lực lượng chức năng, hiện hầu hết ngư dân đã tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển. Nếu như trước đây, bà con chỉ suy nghĩ đơn giản, ở đâu có cá thì đánh bắt, nên nhiều khi vi phạm vùng biển nước ngoài. Giờ đây, họ đã hiểu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, gây hại cho ngành thủy sản, cũng là gây hại cho chính mình. Khi nhà nước đưa ra quyết định là mình tuân theo quyết định của nhà nước, mình phải làm trong vùng biển của Việt Nam. Mình khai thác để cho đạt hiệu quả, để cho Việt Nam rút được thẻ vàng. Để sau này con cá mình được cá giá hơn, xuất khẩu được châu Âu. Theo thống kê, số vụ vi phạm các quy định đánh bắt bất hợp pháp của ngư dân trong thời gian gần đây ngày càng giảm. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngư dân, các chủ phương tiện thì cũng đã nhận thức được cái vấn đề, cũng đã chuyển biến tích cực trong cái việc là thực hiện các quy định về chống khai thác IUU. Thì đến thời điểm hiện nay thì cái việc tàu cá xuất nhập bến cũng như cái công tác giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng đã được thực hiện là nghiêm túc. Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, sự chấp hành tuân thủ nghiêm các quy định của cộng đồng ngư dân khi khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển là yếu tố quyết định trong việc gỡ bỏ thẻ vàng, tiến tới xây dựng nghề cá bền vững hơn.